Rồi em xin chào cô chú đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây nha. Thì hôm nay nhà vườn của em có lên một số cây nữa nha cô chú anh chị. Đặc biệt là em lên phôi mai chứ thủy nhiều nha cô chú anh chị. Em có cây ngâu nữa nha. Rồi sam trái, trùng la hán. Rồi rất mong được sự cô chú anh chị mình ủng hộ nha. Số điện thoại của em là 0378935444. Số đó cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Rồi em không mất thời gian, em vô cây mai chiếu thủy, cây mã số 1 nha cô chú anh chị ơi. Cây mã số 1 là cây mai chiếu thủy nu gò công nha. Một cái dáng liễu rũ nha cô chú anh chị. Mai chiếu thủy nu gò công. Rồi để em đo thông số nha. Cây này cốt cành già dữ lắm nha cô chú anh chị. Hoành thân là 30. Chiều cao là 1m nha cô chú anh chị, 100 nha. Cái tán ngang là 55. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, đế trải đều nha. Mai chiếu thủy nu gò công, cây liễu rũ mã số 1. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3,5 triệu em bao ship nha. 3,5 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em qua cây mã số 2 cô chú anh chị ơi. Ha, ra trong ra ngoài luôn cho tóc nhẹ mà. Cây mã số 2 cũng là mai chiếu thủy nu gò công luôn nha cô chú anh chị. Đó. Một cái bệ gừng. Đó, bệ gừng này liền bệ nha. 5 thân nha cô chú anh chị. Đó, cốt cành già hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Đưa vô gần gần đại đi đứng xa dữ. Rồi để em đo thông số cây mã số 2. Rồi lên cây ngâu luôn đi, lên cây ngâu luôn đi. Ăn đinh ra rau, đinh ra ngoài cho nó tống. Rồi em đo nguyên cái bệ nè. Hoành tổng bệ là 80 nha. Hoành tổng bệ 80. Hoành đế. Hoành đế là 124. Hoành đế 124. Rồi em đo thân đại diện. Nu gò công nha cô chú anh chị. 34. Thân lớn 34. Chiều cao là 1m luôn. Chiều cao 1m. Rồi cái tán dài là 85. Mai chiếu thủy nu gò công nha cô chú anh chị. Này cây này cốt cành già nha. Cốt là cỡ ngón tay cái em đổ lên không rồi đó nha cô chú anh chị. Đó, cây này già nha cô chú anh chị, mình về thay chậu nữa cô chú anh chị mình chơi cây này là ok luôn, rất đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, không bị một lỗ gì hết nha cô chú anh chị. Cây này nó không bị một lỗ gì hết nha. Đó. Nu gò công. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6,5 triệu nha. Em bao ship nha cô chú anh chị. 6,5 triệu bao ship. Cái hàng nu quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 2. Chỉnh nha. Ê xích vô xích vô. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi được rồi được rồi. Mã số 3 là một cây ngâu. Ngâu bông vàng nha cô chú anh chị, đây nè. Nó đang ra bông luôn nè cô chú anh chị. Nó đang ra bông nè. Đó, trên này ra bông quá trời luôn nha cô chú anh chị. Ngâu bông vàng nha. Đó, để em đo, em quay một vòng cho cô chú anh chị mình nha. Cây này á, cây ngâu này nó thân lượng lắc đẹp nha cô chú anh chị. Thân co lắc đẹp nha. Đây nó có nè, cái thân nó lắc nè. Dặn 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 đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đó. Mặt cắt thì ở trên này nè, chỉ có một mặt cắt ở trên này thôi nha cô chú anh chị. Rồi để em đo thông số cây mã số 3. Hoành thân là 52 nha cô chú anh chị. Hoành thân 52. Chiều cao 65. Rồi cái tán dài em đo là 90 nha cô chú anh chị. Tán dài em đo 90. Cây này cũng có bệ đế cũng đẹp nha cô chú anh chị nè. Để em quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6,5 triệu nha. Em bao ship không chậu nha cô chú anh chị. 6,5 triệu bao ship không chậu nha.
ba thằng bỡ lên luôn. Rồi em qua cây số 4 là cây mai chú thủy nu Gò Công tiếp tục nha cô chú anh chị. Tiếp tục là một cây mai chú thủy nu Gò Công nha. Cốt cành cắt giật nha cô chú anh chị. Đó, cây hai thân. Cây hai thân đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây nó có cái mặt sẹo ngay chỗ này nè, về cô chú anh chị mình xử lý giúp em nha. Đó, nó có cái mặt sẹo ngay chỗ này thôi. Đó, với ngay chỗ này nữa nha cô chú anh chị. Cái chỗ này thì cái vết sẹo nó cũ lắm rồi nha. Đó. Nó kéo, nó cũng kéo mép nha cô chú anh chị. Đó, còn ngoài ra thì nó kéo liền sẹo hết rồi nha. Đó, nó chỉ bị hai lỗi đó. Được chưa? Nó chỉ bị hai lỗi nha cô chú anh chị. Rồi để em đo thông số nè. Bệ này thì khá là đẹp luôn. Bệ cái bệ này nó đều gan luôn cô chú anh chị. Rồi, hoành đế nè, hoành đế là 105 nha. Em đo hoành một thân nha. Hoành thân là 40. Một thân là 40. Thân này cũng 40 luôn cô chú anh chị ơi. Hai thân cốt cành già dữ lắm nha. Đó. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 3,2 triệu nha. Em bao ship nha cô chú anh chị. Mai chiếu thủy nu Gò Công luôn cô chú anh chị ơi. Cốt cành to nha. Mã số 4. 3,2 triệu em bao ship nha. Rồi em qua cây mã số 4 em lên cây mã số 5 cô chú anh chị ơi. Cây mã số 5 là một cây mai chiếu thủy nu Gò Công luôn nha cô chú anh chị. Mai chiếu thủy nu Gò Công luôn. Đây cái cây này nó nguyên một cái liền liền một cái bệ nha cô chú anh chị. Cái bệ này là nó liền hết với dính hết với nhau nha. Đó, bệ đế này là liền. Đây hai thân ở trên này nó cũng liền nè cô chú anh chị, cây này cũng hơi quái nha. Đó. Cái này nó hình như là Gò Công lá tung hay gì á, nu ở mặt mặt khỉ. Cây này năm thân cô chú anh chị ơi, cây này năm thân ngũ phúc nha, rất đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, hai cây này là liền nè. Liền bệ. Mã số 5. Rồi để em đo thông số cô chú anh chị ơi. Rồi em đo đế trước nha. Em đo đế là 125 nha cô chú anh chị. Hoành đế 125. Rồi hoành tổng bệ là 72. Rồi em đo một thân một cốt ngay chỗ này nè. Một cốt đặc nha cô chú anh chị là 42 nha. Chiều cao. Chiều cao là 80. Rồi cái tàn dài. Tàn dài em đo là 80 luôn nha cô chú anh chị. Đây. Nu Gò Công. Cây này quái cực kỳ nha. Cây này mà ra lá nữa một cái thì thôi luôn. Rất đẹp luôn cô chú anh chị. Mã số 5. Mã số 5 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu nha. Bao ship không chậu nha cô chú anh chị. 6 triệu em bao ship không chậu nha. Rồi em qua cây mã số 6 cô chú anh chị ơi. Mã số 6 là một cây mai chiếu thủy lá tung nha cô chú anh chị. Cây này vàng đế nó quái nha. Mai chiếu thủy lá tung. Đó, vàng đế nó như con bạch tuộc luôn cô chú anh chị. Hoành tổng đế là 125 nha. Hoành tổng đế 125. Chiều cao 55. Rồi cái tàn đổ em đo 55 luôn. Về cô chú anh chị mình nếu như mà có thay chậu để em đo cái miệng chậu này cho cô chú anh chị mình. Miệng chậu này là 50 nha cô chú anh chị. Mai chiếu thủy lá tung. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 1,8 triệu nha. Đó. 1,8 triệu em bao ship mã số 6 nha. 1,8 triệu. Rồi em qua cây mã số 6 em lên cây mã số 7 luôn cô chú anh chị. Mã số 7 là mai chiếu thủy nu Gò Công nha cô chú anh chị. Nè, cây này là nu nè, nó cục luôn nè cô chú anh chị. Từ ở trên lên tới lên ở dưới lên tới ngọn luôn cô chú anh chị. Nó cây này nó nu đẹp quá đẹp luôn. Đó, nó đẹp nè. Lên xem nó.
mã số 7, hoành đế là 84. Rồi em đo hoành thân nè, cái thân của nó là 20 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 100 luôn cô chú anh chị ơi, 105. Chiều cao 105. Cây này về cô chú anh chị mình chơi cắt chơi sửa cây văn nhân đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đó, vàng đế thì nó cũng rất đẹp luôn nè cô chú anh chị. Đó, vàng đế nữa nè. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.8 triệu nha. 1.8 triệu. 1.8 triệu luôn nha cô chú anh chị. Rồi em qua cây mã số 7 nè, em lên cây mã số 8. Mã số 8 là cây sam trái nha cô chú anh chị. Cây này là cây sam trái khai thác cô chú anh chị ơi. Đó. Sam trái khai thác nha. Nó có đang đậu bông trái nè cô chú anh chị. Hoành thân là 11 cm. Cao 35. Rồi cái tán dài là 55 nha cô chú anh chị. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 2.5 triệu nha cô chú anh chị. Mã số 8, 2.5 triệu em bao ship nha. Mã số 8, 2.5 triệu bao ship. Rồi em qua cây mã số 8, em lên cây mã số 9 nè cô chú anh chị. Đây mã số 9 là cây sam trái tiếp tục luôn cô chú anh chị ơi. Đường thân co lắc đẹp nha. Cây thì đang ra trái quá chừng luôn cô chú anh chị. À, cây đang ra trái bích cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi để em đo thông số nè. Hoành thân 15. Chiều cao 30. Rồi cái tán dài em đo là 42 nha cô chú anh chị. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.5 triệu em bao ship luôn chậu cho cô chú anh chị mình chơi nha. Đó, 1.5 triệu. Đường thân co lắc rất là duyên cây. Mã số 9. Rồi em lên cây mã số 10 cô chú anh chị ơi. Mã số 10 là sam trái luôn nha. Đó, một cây giọng đổ cũng đang trái quá chừng là trái luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em đo thông số luôn. Hoành thân là 8 cm. Cao là 25. Rồi tàn đổ em đo dài là 55 nha cô chú anh chị. 700 bao ship. Mã số 10, 700 bao ship nha. Rồi em qua cây 11 luôn cô chú anh chị. Số 10 với số 11 là 1 cặp á, cô chú anh chị. Cũng 700 luôn. Nếu như mà cô chú anh chị mình lấy một cặp á, thì em bớt lại cho cô chú anh chị mình 100k nha. 100 ngàn nha. Cũng 8 cm luôn nha cô chú anh chị. Cao là 20. Rồi tàn đổ em đo là 45. Đấy. Mã số 11. 700 bao ship. Đó, nếu như mà cô chú anh chị mình lấy hai cây thì em để cho mỗi cây 600 nha cô chú anh chị. Số 10 với số 11. Rồi em qua 12 cô chú anh chị. 12 là một cây ổi tàu nha cô chú anh chị. Đó, cây cũng đang ra trái nha, rất là mịn tàn. Rồi cây này thì em đo thông số nè. Hoành thân là 17. Chiều cao 30. Tán dài em đo là 46 nha. À, cây rất mịn tàn nha, dày đặc nha cô chú anh chị. Cây thì đang cũng có trái rất là nhiều nè cô chú anh chị. Đó, trái nè. Đó, trái nè. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 400 bao ship. 400 nha cô chú anh chị. Cây này em sell mạnh giá luôn. 12. Rồi em qua cây 13 nha cô chú anh chị. 13 là một cây sơn liễu nha. Cây này là cây sơn liễu khai thác nha cô chú anh chị. Rồi để em đo thông số cây này là 3 thân nha, tam đa luôn cô chú anh chị ơi. Hoành thân 25. Cao là 110, cao 110. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 600 nha cô chú anh chị. Đó. Một cốt nha cô chú anh chị, một cốt lên 3 thân nha. Đó, 600 em bao ship cây sơn liễu. Mã số 13. Là cây mã số 14 nha cô chú anh chị. Cây mã số 14 là cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy lá tung nha cô chú anh chị. Mai chiếu thủy lá tung.
Cây này hình trái tim nha cô chú anh chị. Cây này cũng quái cây nha. Nhỏ gọn để bàn, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi để em đo thông số, em báo giá cây mã số 14 luôn cô chú anh chị ơi. Hoành thân 10 cm. Cao là 32. Rồi tán dài là 35. 1.8 triệu em bao ship bao chậu nha cô chú anh chị. 1.8 triệu em bao ship bao chậu cho cô chú anh chị mình nha. Đó. Già cốt cành già lắm cô chú anh chị. 1.8 triệu. Rồi em qua cây mã số 14, em lên cây mã số 15. Là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Thân sắn nha cô chú anh chị. Cây này to khủng nha. Đó. Mã số 15. Mai chiếu thủy. Em đo từ khớp nha cô chú anh chị. Ngay chỗ này là 56 nha. Xích xuống dưới này á là 75. Cái dàn đế là hết dây. Đế hết dây luôn cô chú anh chị. Chiều cao 90. Rồi cái tàn dài em đo là 1m25 nha cô chú anh chị. Tàn rộng này là 95. Đó, nó có ngay chỗ này em để em chỉ cho cô chú anh chị mình nha. Cái dàn đế này nè. Cái dàn đế này nó bị mục rồi, nhưng mà cái cô chú anh chị mình về cắt cái chỗ này bỏ, nó còn cái mạch sống và đế dài nữa. Nối dài qua mấy anh đây cũng đẹp nha cô chú anh chị. Bỏ cái này cũng được nha. Bỏ cái này cũng được nha cô chú anh chị. Còn ngay chỗ này nó bị sẹo, mà cái sẹo này sẹo cũ, nó cũng đang bo sẹo rất mạnh luôn cô chú anh chị. Đó, thẹo ở trên đây thì đây nè. Còn mặt thẹo tới đây nè nha cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 5.5 triệu nha. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi số điện thoại của em là 0378935444 nha. 0378935444, số đó cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Đó, có gì thì cô chú anh chị mình liên hệ với em sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi em qua cây mã số 16 cô chú anh chị. 16 là một cây kim quýt nha. Đó, cây kim quýt này già nha cô chú anh chị. Cây này sửa dáng quăng phân nhân nha cô chú anh chị. Phân co lắc nha. Ở đây nó cũng bo sẹo. Đây nó cũng đang bo sẹo nha cô chú anh chị. Hoành thân là 14. Hoành đế là 27. Chiều cao 62. Rồi cái tàn dài em đo 62 luôn. Cốt cành già nha cô chú anh chị. Cây này cốt cành già lắm. Cây này nuôi cắt giật cũng mấy lần rồi nha cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.8 triệu nha. Đâu rồi chiếc xe đâu? Chiếc xe đâu? Chiếc xe đâu? Sao không lấy chiếc xe ra trời? Đỡ rồi nè. Để đây đi. Để đây đi. Đi đâu? Để đây nè. Rồi 1.8 triệu em bao ship cô chú anh chị ơi. Mã số 16. Rồi em lên cây mã số 17 nha cô chú anh chị. Mã số 17 là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này cũng 5 thân luôn nha cô chú anh chị. Đó. Một em trang đỏ lá nhỏ. Cây này cây trang xưa của mình nha cô chú anh chị. Hoành thân là 46 nha cô chú anh chị. Hoành tổng cái bệ đế là 46. Hoành đế là 66. Chiều cao 60. Rồi cái tán dài em đo là được 75. Mã số 17. Em giao lưu với cô chú anh chị mình cây này 2.2 triệu. Em bao ship bao chậu luôn cho cô chú anh chị mình nha. Đó, bao ship bao chậu luôn cô chú anh chị. 17. Rồi lên luôn cây đó đi. Rồi em lên cây 18 luôn cô chú anh chị. 18 là em lên cây nguyệt quế nha. Đó, nguyệt quế nè.
Rồi nguyệt quế em đo thông số luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây này bệ đế đẹp nha. Hoành thân 27. Hoành đế em đo là 95 nha cô chú anh chị. 95. Siêu cao 55. Rồi tán già em đo là 70. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu rưỡi bao ship không chọn nha. Không không không. 1 triệu rưỡi em bao ship không chọn nha cô chú anh chị. Đang hồi đưa lên cây này. 1 triệu rưỡi bao ship không chọn nha cô chú anh chị. Rồi em qua cây 19. Phải không? Rồi em lên cây 20. 20 là một cặp tùng nha cô chú anh chị. Đây một cặp tùng nha. Đó, em sửa một cặp nè cô chú anh chị. Rất đẹp nha. Hả? Ừ. Này 19 phải không? 19. Cặp tùng này 19 nha cô chú anh chị. Hồi nãy 18 đúng rồi. Hồi nay 19 nha. 19 em giao lưu là 400 nha cô chú anh chị. 400 bao ship. Chiều cao 32. Rồi 32 luôn cô chú anh chị ơi. Thân thì cỡ ngón tay út em nha. Đó. 19 một cặp tùng lá hán 400 bao ship. Rồi em lên cây 20 nè cô chú anh chị. 20 là sư ghi thái nha cô chú anh chị. Bệ đế đẹp nha cô chú anh chị, đường thân lắc nè, rất là duyên cây. Sư ghi thái nha cô chú anh chị. Cây đang có bông nữa nè cô chú anh chị. Sư ghi thái thì nó xiên bông hơn là sư ghi việt của mình luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em đo thông số nè. Hoành thân là 24. Hoành đế là 47. Chiều cao 58. Rồi tán dài em đo là 65. Cây này em giao lưu là 4 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Bao ship không chậu nha. Đó, bao ship không chậu 4 triệu sơ ghi thái. Mã số 20. Rồi em qua cây 20 em lên cây 21 nha cô chú anh chị. 21 là 21 là một cặp tùng nha. Đó, 21 là tùng lá hán. Cặp này em giao lưu rồi 350. 21 350, cao 25. Này cao 24. Thân thì cỡ ngón tay út em nha. Cặp này em giao lưu là 350 nha cô chú anh chị. 350 em bao ship nha. Mã số là 21 hả? 21. Rồi lên luôn hả? 22 là một cặp tùng đổ nha cô chú anh chị. Đó, 22. 22 là cây này, một cặp này em giao lưu là 400 nha. Dài là 30. Dài 30 luôn cô chú anh chị, thân thì cỡ ngón tay út em nha. Đó, cặp đổ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 bao ship. Ủa hình như còn lẻ ăn cây hay vậy? Phải không? Lên 3 cây luôn. Hả? Rồi 23. 23 cây nè, 3 cây này em giao lưu là 500. Đó. Em còn 3 cây, em giao lưu là 500 luôn. Mã số 23. 3 cây 500 nha cô chú anh chị. Thân thì cỡ ngón tay út nha. Cái tàn đổ thì được 25. 25. Dài 25 26 vậy cô chú anh chị. Đó. 23. 500 bao ship 3 cây. Xăm trái luôn. Rồi em qua 3 cây này nha. Ê này để cúm giùm nha mập. Rồi hai cây xăm trái. Ai có cây nào cần dài dài không? Đưa cây cần dài dài đó đi. Ừ. Đây cặp này nè. Đó, cặp này là tương đối đều nè cô chú anh chị. Đó. Cặp xăm trái này em giao lưu với cô chú anh chị mình 400 nha, bao ship. Tàn dài là 45. Đang ra trái nha cô chú anh chị. Dài 45 luôn. Thân thì cỡ ngón tay út em nha. Đó, một cặp 400 bao ship. Mã số 24. Rồi lên thêm cặp đó nữa ơi. Rồi 25. 25 là cây cặp này là cuối clip của em nha. Đó.
25 nha cô chú anh chị. Sam trái luôn, sam trái xù nha cô chú anh chị. À, nó xù nè. Đó, nó xù. À, mấy cái này là sam trái xù không á cô chú anh chị. Thân này cỡ ngón tay út em á. Dài là được là 28. Dài này là được 35. Đó. Rồi 350 đi. Đó. Cặp sau cuối này là 350 mã số 25 nha cô chú anh chị. Rồi em được 25 mã để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Rất mong được sự cô chú anh chị mình ủng hộ nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0378935444, số đó cũng là số Zalo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em xin chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe nha. Em xin chào tạm biệt, hẹn cô chú anh chị mình clip sau nha cô chú anh chị.